hôm nay mình chia sẻ cái bí quyết là để linh xương bò nó thơm ngon mà không hề bị cái mùi hôi của bò nhé. Đây là mình nồi nước linh xương mình vừa ninh xong. Cái nồi nước này thì các bạn có thể dùng để ăn lẩu này, làm phở bò nhé. Bây giờ mình cùng thực hiện nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách linh xương bò để làm nước dùng, để khi mà chúng ta ăn phở bò hay là ăn lẩu bò thì nó rất là ngon và không bị có mùi hôi của bò nhé. Cách làm thì vô cùng đơn giản, bây giờ các bạn cùng thực hiện với mình nhé. Để linh xương bò thì dùng để nấu phở hay là ăn lẩu hay là linh xương bò chung thì các bạn cần cái nguyên liệu không thể thiếu là quế, hoa hồi, thảo quả và hạt mùi và gừng với hành tím để cho cái nồi nước nó không bị hôi, không bị có mùi nhé. Trước tiên là mình sẽ phải ninh xương trước. Tiến hành ninh xương thì mình sẽ cho nước lạnh vào để mình trần xương cho nó hết bẩn đã nhé. Các bạn cho nước lạnh vào, các bạn trần qua xương nhé. Vì nước lạnh thì nó sẽ dễ ra bẩn hơn từ cái xương, thì sau đó mình sẽ đổ cái nước này đi và cho nước mới vào mình ninh xương. Khi mà nước nó sủi thì mình sẽ vớt cái xương này ra và đổ cái nước này đi và cho nước mới vào mình ninh xương bò. Với cái phần hành, phần gừng thì các bạn mang nướng đi, còn phần quế, phần hoa hồi, phần thảo quả và phần hạt mùi, nếu có giấy mùi nữa thì càng tốt, thì các bạn mang đi các bạn rang nhé. Còn cái phần gừng với phần hành tím thì các bạn nướng. Cái nước dùng này để ăn phở này hay là làm nước lẩu bò thì nó là cái quan trọng để quyết định được cái món phở của chúng ta hay là món lẩu của chúng ta nó ngon hay không là ở cái nước dùng này. Cho nên để nó ngon hay không của chúng ta là cái quan trọng nhất là các bạn ninh xương, hầm xương. Đây các bạn, khi nước cái sủi lên ấy thì cái bọt nó rất là nhiều. Rồi bây giờ mình lật cái miếng xương lại cho nó hết cái phần nước đỏ. Mình tắt bếp luôn. Mình đổ cái nước này đi và lấy nước mới mình ninh xương nhé. Ninh xương bò ấy thì mình sẽ phải ninh trong khoảng 3 tiếng. Thế nên các bạn cứ bắc nồi nước các bạn để đấy, và khi mà xương bò gần được rồi thì lúc đấy mình sẽ cho quế, hoa hồi, thảo quả vào trước khoảng 1 tiếng hoặc nửa tiếng và hành vào trước để cho nó tạo mùi thơm. Còn trước tiên là các bạn cứ ninh trước đấy, ninh khoảng 2 tiếng trước. Các bạn có thể cho quế, hoa hồi, thảo quả, hành những thứ vào, gừng nước vào một cái túi lọc nhé, hoặc là các bạn mình cho vào nguyên vào rồi sau đó mình sẽ lọc sau ấy. Đấy, cứ đun cho lửa cao cho nó sủi đã, sau đó mình cho nhỏ lửa vào mình ninh khoảng 2 tiếng trước đã nhé. Khi nước nó sôi này các bạn này, thì các bạn cho nhỏ lửa nhé và các bạn om cho mình cứ 2 tiếng nhé. Sau đó mình cho các gia vị kia vào. Và bây giờ trong khi chờ đợi đi nướng hành với gừng và rang quế, hoa hồi, thảo quả và mùi rang để tạo mùi thơm, nướng cũng vậy để tạo mùi thơm đặc trưng của món phở nhé. Để lên cái gia vị cái nồi nước này thì các bạn lưu ý với mình là mình cần lên những cái gia vị gì. Bây giờ mình ninh nước nó cũng bắt đầu ngọt như này rồi, cũng được khá lâu rồi, khoảng gần 2 tiếng gì đấy. Bây giờ mình sẽ cho hết được cái phần này vào, vì nước thì mình sẽ lọc nhé, cho nên dùng mình sẽ lọc bằng cái dây, cho nên mình không có túi thì mình cho hết vào như này, mình càng dễ phai ra nhé. Với hoa mùi, mùi thảo quả, mùi dễ mùi, cây mùi, hạt mùi. Bây giờ mình sẽ lên gia vị. Cái nồi nước dùng này thì nó có một cái đặc trưng là các bạn phải cho đường và cái nồi nước dùng này nhé. Các bạn có thể dùng đường trắng thông thường hoặc là đường phèn đều được nhé. Và nếu muốn ngon hơn, mùi ngọt tự nhiên hơn ấy, thì các bạn đây là đường phèn, mình cho một muỗng ăn phở đầy đường phèn đấy. Muốn ngon hơn thì các bạn có thể là cho thêm cả mía, cây mía vào ấy, để cho nó ngọt nước ấy. Và bây giờ lên gia vị thông thường thôi, muối này, mơm vừa miệng nhé, bột ngọt này,
ngọt ngọt cho sau cũng được. Và nước mắm. Ở nhà cho nên mình ninh tầm khoảng 2 tiếng hơn một chút thôi. Còn nếu mà mình có thời gian thì các bạn ninh được 3 tiếng thì nước dùng sẽ rất là ngọt. Và đợi thêm một lúc nữa, trong khi chờ đợi thì mình ninh thêm khoảng 10 đến 20 phút nữa. Đó. Thôi. Thì cái nước phở nó rất là ngọt như này rồi. Thì hay là nước ninh xương nó rất là ngọt và hết cái mùi hôi rồi. Thì các bạn đã làm xong cái cách mà ninh xương bò đấy ạ. Nhớ là chỉ cần có những cái gừng này, hành tím này, nướng này, nếu có củ hành tây to thì càng tốt, quế, hoa hồi, thảo quả này cho vào cái nồi nước dùng này, thì cái nước ninh xương này thì cái xương bò nó sẽ không còn mùi hôi nhé. Đấy là cách mà ninh xương bò nhé. Và giờ mình sẽ dừng video về cái cách ninh xương bò ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Nếu các bạn thích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những video hữu ích của mình nhé, vừa đơn giản lại vừa rất là thiết thực nhé. Xin chào các bạn.